Mèo mèo mèo. Mèo đâu Mèo đâu rồi? rồi? Hả? Mèo đâu con? Kiếm đi. Mèo ơi. Có con mèo bự kìa. Đâu? Mèo bự anh Hai nè. Nó à, có mẹ. Leo lên người anh Hai, quậy anh Hai nữa nè. Lên đây nè, lên đây. Đó, cởi anh Hai luôn, cởi con mèo bự này luôn. Con mèo bự ơi. Xốp anh Hai nè, nắm lỗ tai gị nè. Không chịu. Không chịu hả? Không chịu. Nhớ nghe kêu con mèo cái nó đi kiếm con mèo. Xuống đi. Có mèo bự anh Hai nè. Con mèo ơi, anh Hai cà không được, nhảy ra đất là đau u đầu đó, phải dục đất. Ừ. Leo lên anh Hai kìa, anh Hai cho con leo lên người kìa đó. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Ừ, đúng rồi. Kiếm con mèo nhỏ không có, kiếm con mèo anh Hai chơi nè. Trời ơi, nắm lỗ tay đau anh Hai à, không được. Vậy anh Hai đau, anh Hai không được, buông tay ra, buông tay ra. Anh Hai nhăn mặt rồi kìa. Anh Hai chịu nổi không anh Hai? Em quần quá chịu nổi không? Cố lên nè, cố lên, leo lên, cố lên, bò qua đây luôn. Rồi bữa nay có chân này giật bự quá rồi, nhậu con anh Hai. Nắm trúng nắp rồi. Chúng điểm yếu anh Hai này. Ừ. Chúng điểm yếu hả con? Đây chừng cắm đầu à, mẹ Thiến. Rồi, rồi, rồi kéo em lại đi. Ừ. Ừ. Anh Hai nhột rồi đó. Ừ. Này bò dữ quá ha. Rồi, quậy anh Hai xíu thôi, quậy quá chết anh Hai à. Xíu anh Hai à.